Hello các bạn, đã trả lời Vlog tháng miền Tây. Mình đang có mặt tại chùa Sa Bái, thị xã Vĩnh Châu nè các bạn. Đang làm lễ khánh thành nha, mời các bạn theo mình để xem lễ khánh thành như thế nào nha các bạn. Mời các bạn. Xin quý vị chú ý và theo dõi là Sa Bái Vĩnh Châu. Mình sẽ quay vài nét ở chùa cho các bạn xem nha các bạn. Lễ qua Vĩnh Châu, Lạc Xuân, Lâm Thị Tiên, lễ qua Vĩnh Châu, Sơn Sóc, Lý Thị E, lễ qua Vĩnh Châu, Thạch Khoa Rinh, Thạch Thị Son, Lạc Hòa Vĩnh Châu, Quỳnh Dương, Thạch Thị Chứ, Diệp Kiều Mỹ, Thạch Thị Chứ, Diệp Kiều Mỹ, Sơn Trịnh Soi, Lâm Thị Na, Lạc Hòa Vĩnh Châu, đại diện cho gia đình Thị Hâm, Danh Thị Hùng, hai gia đình Tóc Lâm, sáu cô Diễm Thị Tuy Ly, bảy ông Tam Quan Sơn Mỹ Quốc, gia đình ông Sơn Trung Thịnh, gia đình Lý Hâm Thạch Thị Tà Ri, gia đình Phạm Quốc Toàn Long Mỹ Lài và gia đình ông Trần Văn ông Thị Cuối ở trên cái chồng thôi. Và chúng ta cũng xin mời và xin mời tất cả quý vị Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến giờ này, đến chương trình tặng quà chúc mừng ông Thích Thỉnh Đại Đức Sơn Thâm, trụ trì chùa, đại diện nhà chùa. Chúng ta tiến lên phía trước để đón nhận những phần quà của tất cả quý vị đại biểu ngày hôm nay. Trước hết, do thời gian không có hạn cho nên chúng tôi không có thời gian, ta tiến lên để nhanh chóng thời gian. Vậy trước hết chúng con xin cung thỉnh tất cả quý vị thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, quý vị trong hàng tượng tọa Lý Đức cũng là phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, phó hội đoàn kết sư sãi nước tỉnh Sóc Trăng và cũng là đại biểu quốc hội thị xã Vĩnh Châu. Chúng ta chuẩn bị, đây là tất cả quý vị đại diện cho các ban ngành đoàn thể của tỉnh, trong đó có lãnh đạo, có đại diện quậy xin kế tiếp chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo nhận thấy. Chùa rất đẹp các bạn ạ. Đấy, cái mặt hàng Nam Giang nè các bạn, rất đẹp. ពីទីក្រុងកំពង់ពេញនៅកងកាមហកសលក្នុងពិធីបានខាងអក្សរមានៅវត្តស្រីទេជនបិណ្ឌសវណ្ណសុខៈសម្បត្តិ៣មនុស្សទេវតាត្រៃថ្នាពលគឺ5នាទីបើនិយាយតាមមានមានបងប្អូនលោកអីប្រាថ្នាទីចំពោះពុទ្ធបរិស័ទចំណុះចាក់ទូទឹះទាំងខេត្តនានាទាំងស្រុកកបាតពួកអីទៅបាយ
hai con mình ở bị chặt bị cay các bạn chậm này thân thiên mà bùng bình đầu con cam hạ có sao không bị gì bệnh đi đôi chân hai cái nhóm cô na tham phiền có miền ở quê nâng tóc non chậm lòng ở sự thiệt tây miền tây
ដល់នេះស្វាគមន៍ទទួលមកផងហើយយើងមកតែមិនដឹងទេ